Ronaldo đã bước vào độ tuổi hoàng hôn sự nghiệp. Dù không tạo được áp lực lên cậu con trai Ronaldo Jr., nhưng trong sâu thẳm, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha rất kỳ vọng cậu bé sẽ nối nghiệp bố. Và Ronaldo Jr. đã không làm ông bố nổi tiếng phải thất vọng, ít nhất là cho đến bây giờ, khi liên tục tái hiện những kỹ thuật của CR7. Sau đây cùng điểm qua 10 lần Ronaldo Jr. sao chép kỹ thuật của Cristiano Ronaldo. Trong trận giao hữu giữa U12 Man United và Girona Sabat ở giải giao hữu MIC Cup, phút 68, khi U12 Man United đang dẫn 4-0, họ được hưởng đá phạt bên cánh trái. Một cầu thủ xuất phạt thẳng về cấm địa để Cristiano Jr. chùi người đá nối cận thành nâng tỷ số lên 5-0. Pha ghi bàn khiến khán giả liên tưởng ngay đến bàn thắng mà Cristiano Ronaldo ghi vào lưới AS Roma khi anh còn khoác áo MU ở mùa 2008-2009. Không chỉ thế, sau bàn thắng, Junior còn chạy ra góc sân rồi nhảy xoay mừng bàn theo phong cách của bố. Những pha đảo chân từng mang thương hiệu CR7 được con trai anh tái hiện. Cristiano Ronaldo Junior cho thấy dáng dấp của CR7 thời còn trẻ. Con trai của Ronaldo gần như rập khuôn kỹ năng chơi bóng của bố. Động tác đỡ bóng, che bóng và rồi rê bóng đều cho thấy dáng dấp của Ronaldo. Trong một trận gặp Chelsea ở mùa 2021-2022, MU đã ghi được bàn thắng để có được trận hòa 1-1. Từ pha bấm bóng của Nemanja Matić, Cristiano Ronaldo thoát xuống trống trải và dứt điểm rất căng tung lưới Chelsea. Một ngày sau trận đấu, con trai của Ronaldo và Matić đã tái hiện những gì cha mình đã làm trên sân. Cụ thể, trong buổi tập ở đội trẻ MU, con trai Matić cũng đã có đường kiến tạo giống hệt người cha để Ronaldo Jr. băng xuống đỡ bước một cực êm trước khi tung ra cú đá quyết đoán tương tự bàn thắng của cha mình. Ronaldo đã ghi một siêu phẩm vô lê tuyệt đẹp vào lưới quần đảo Faroe tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Cú dứt điểm của tiền đạo Bồ Đào Nha khiến thủ thành của quần đảo Faroe bó tay. Con trai của anh cũng đã từng tái hiện siêu phẩm này của bố trên sân tập và chính CR7 là người kiến tạo, cùng chiêm ngưỡng lại pha bóng ấy. Ronaldo Job đánh gót qua người là một trong những kỹ thuật nổi tiếng của CR7. Bằng kỹ thuật này, anh đã có không ít những pha xử lý qua người đẳng cấp khiến đối thủ phải nể phục. Và nối gót người cha, Ronaldo Jr. cũng đã thể hiện phẩm chất ngôi sao với pha đánh gót lừa bóng giống hệt cha mình. Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai. Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của sự chú ý khi thi đấu chói sáng trong trận tứ kết lượt đi Champions League mùa 2017-2018 gặp Juventus. Theo đó, Ronaldo lập cú đúp và bàn thắng thứ hai của anh là một siêu phẩm ngã bàn đèn tuyệt đỉnh. Sau đó một tuần, cậu con trai cả Cristiano Ronaldo Jr. cũng đã có pha móc bóng bằng chân phải khá đẹp mắt khi được phép có mặt trên sân tập của Real Madrid. Sau đường chuyền bóng của Lucas Vazquez, cậu bé Cristiano Jr. khá tự tin ngã bàn đèn như bố và nhận được không ít lời tán dương. Trong màu áo đội U9 Juventus, cậu cả nhà Ronaldo từng có vai ghi bàn sau khi lừa qua thủ môn vô cùng ấn tượng. Cụ thể, Cristiano Ronaldo Jr. rê bóng qua đối thủ bên đường biên phải, dẫn bóng vào khu cấm địa, rồi lừa nốt qua thủ môn và đá bóng vào lưới trống. Skill này cũng được tiền đạo người Bồ thực hiện trong trận đấu Real 4-0 Dortmund ở mùa 2013-2014. Ronaldo từng có pha volley nảy lửa vào lưới Atletico mùa 2016-2017, thời điểm anh còn khoác áo Real Madrid. Và đến năm 2022, cậu con trai Ronaldo Jr. của anh đã tái hiện siêu phẩm của bố trong màu áo U12 Man United. Sau khi ghi bàn, cầu thủ nhí này đã chạy ra cột cờ góc và thực hiện màn ăn mừng mang thương hiệu của Ronaldo.
Bàn thắng được CR7 ghi trong trận đấu với Lithuania ở lượt trận thứ 7 bảng B vòng loại Euro 2020. Cú cứa lòng ngoài vòng cấm này sau đó cũng được đứa con trai tài năng của anh tái hiện trong màu áo đội trẻ Juventus. Ronaldo nổi tiếng với khả năng xuất phạt thần sầu. Những cú ra chân của CR7 thường đưa bóng đi căng, liệng và khiến cho hàng thủ cũng như là thủ môn đối phương phải khiếp đảm. Và Ronaldo đã tìm thấy truyền nhân của mình khi con trai anh Ronaldo Jr. khiến các fan mắt tròn mắt dẹt với tình huống xuất phạt hàng rào thành bàn mang đậm thương hiệu của ông bố lừng danh. Cũng dáng đứng ấy, cách lấy đà ấy, cô bé sút bóng bay qua hàng rào chắn ba người trước khi mà nằm gọn trong lưới. Chúng ta vừa cùng nhau xem lại 10 lần Ronaldo Jr. tái hiện kỹ thuật bóng đá của bố. Rõ ràng với đà phát triển như hiện tại, Ronaldo Jr. hứa hẹn sẽ kế tục bố để mà trở thành một tượng đài trong làng túp cầu tương lai không xa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video mới.